Đuối nước là vấn nạn của nhiều vùng quê mỗi dịp hè về. Trong lúc việc dạy bơi cho học sinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thì rất cần thiết phải có những cảnh báo, trang bị phao cứu sinh cho trẻ em. Nhiều hoạt động thiện nguyện đã góp thêm những vật dụng này nhằm giúp cho các em có một mùa hè an toàn. Câu chuyện ở tỉnh Quảng Bình, nơi vẫn còn xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Đập Bà Nương nằm ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ngoài nhiệm vụ điều tiết nước cho mùa màng, đây còn là nơi trẻ em thường tắm vào những ngày hè. Những biển cảnh báo thì đã phai màu và chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 vụ đuối nước thương tâm xảy ra khiến 5 trẻ em bị thiệt mạng. Nguyên nhân cũng là từ các em đi tắm tự phát và không có sự giám hộ của người lớn. Và khi mà tình trạng đuối nước diễn ra thì không có cái phương tiện để mà cứu hộ, cho nên là khi các em xuống cứu không đúng cách thì bị kéo và bị mất. Thì đây cũng là trường hợp đáng tiếc xảy ra. Nhân dịp đại lễ Phật Đản lịch 2568, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hóa phối hợp với huyện đoàn Minh Hóa trao tặng 100 phao cứu sinh và 101 biển cảnh báo phòng chống đuối nước cho các cơ sở đoàn. Sau buổi trao tặng, huyện đoàn Minh Hóa đã phân bổ phao cứu sinh, biển cảnh báo phòng chống đuối nước để các cơ sở đoàn tổ chức cắm ở những nơi có sông, có suối, có ao hồ đập nước, thường xuyên có trẻ em đến tắm. Con thấy được tặng phao bơi rất là ý nghĩa, để mùa hè này bọn con có thể đi tập bơi. Thì ở huyện Minh Hóa hầu như là huyện miền núi, xã nào cũng có sông ngòi chảy qua. Thì đối với tôi là một giáo viên tâm phụ trách đôi, tôi cảm thấy món quà đó rất ý nghĩa để hè này tạo điều kiện cho các em, giúp đỡ các em. Cái phao bơi này giúp các em là hỗ trợ trong phần bơi lội, thì các em được trải nghiệm các môn bơi. Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa cho biết, trong dịp hè 2024 sẽ tổ chức nhiều khóa huấn luyện bơi cho học sinh trên địa bàn nhằm giúp các em trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hóa đã hỗ trợ chương trình Em nuôi của đoàn khi nhận đỡ đầu 63 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thời gian một năm, trao tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ xây dựng một căn nhà đại đoàn kết.